tiết lộ gây sốc về thủ phạm gây ra cái chết của cụ rùa trong đền Ngọc Sơn. Trong văn hóa Việt Nam, rùa là một trong bốn linh vật Long, Ly, Quy, Phượng và đã trở thành một biểu tượng thiêng liêng, được thần thánh hóa trong tâm trí người Việt. Chính vì thế, rùa Hồ Gươm thường được tất cả chúng ta gọi bằng kính ngữ là cụ rùa. Thế nhưng, xoay quanh hình ảnh cụ rùa Hồ Gươm là những câu chuyện ly kỳ và bí ẩn. Trước khi cụ rùa Hồ Gươm qua đời lúc 16 giờ chiều, ngày 19 tháng 1 năm 2016, hiếm ai biết rằng đã có ít nhất 3 cụ rùa khổng lồ ở Hồ Hoàn Kiếm bị xẻ thịt. Vậy, ai là thủ phạm ra tay giết cụ rùa Hồ Gươm? Giữa mạch nguồn những câu chuyện kỳ lạ liên quan đến Hồ Gươm, chuyện về cụ rùa có lẽ là hấp dẫn và tiềm ẩn nhiều huyền bí nhất. Bước ra từ truyền thuyết, số phận cụ được thêu dệt thêm những câu chuyện vừa hư vừa thực. Liên tục lật dở những tài liệu, chúng tôi không khỏi bất ngờ khi được kể về sự ra đi của một cụ rùa khác đang được dựng tiêu bản trong đền Ngọc Sơn. Điều kỳ lạ, câu chuyện về thủ phạm gây ra cái chết của cụ vẫn còn nhiều điều khó giải thích. Ngày cụ rùa đền Ngọc Sơn tạ thế, Phó giáo sư, tiến sĩ Hà Đình Đức bắt đầu nghiên cứu về rùa Hồ Gươm từ năm 1991. Thế nên, dường như nhất cử nhất động của cụ rùa đều được ông ghi lại đầy đủ. Giữa những ngày tháng tư lịch sử, lật dở lại từng trang ký ức, nhà rùa học đã kể cho chúng tôi nghe câu chuyện về sự ra đi của một cụ rùa khác. Cụ rùa đang được dựng tiêu bản trong đền Ngọc Sơn. Cách đây gần nửa thế kỷ, vào thời khắc mà miền Bắc đang phải căng mình trực chiến trước những trận dội bom như bão táp của đế quốc Mỹ, khu vực Hồ Gươm bỗng xuất hiện một hiện tượng lạ. Mặt nước bỗng nhiên lay động, xô từng đợt sóng vào khu vực gần nhà thủy tạ bây giờ. Đến thời điểm gần trưa, phía dưới làn nước xanh trong, bỗng xuất hiện một cụ rùa to bằng cái nia, cứ nổi lèo phèo trên mặt nước, chốc chốc lại thò mũi lên thở phì phì. Hàng trăm người dân hiếu kỳ đã chen chân ven hồ, hướng ánh mắt tò mò ra phía khu vực nơi cụ đang nổi. Khi đó, việc tụ tập thành đám đông là điều cần tránh, vì như thế sẽ thu hút sự chú ý và bị ném bom là điều dễ xảy ra. Sự việc ngay lập tức được báo cho chính quyền sở tại. Lực lượng an ninh bên khu vực Hồ Gươm đã có mặt để nắm bắt và giải quyết tình hình. Nếu điều không may xảy ra, bom Mỹ oanh tạc đúng thời điểm tập trung đông người, sẽ có rất nhiều người thiệt mạng. Và tính mạng cụ rùa chắc chắn cũng bị đe dọa. Lúc này, phía ngoài xa, cụ rùa nổi lên với nhiều biểu hiện khác lạ. Mặc dù đã dùng mọi cách để đẩy cụ ra xa bờ, nhưng cụ vẫn không thể hiện động thái gì và lại bơi vào bờ. Theo nhà rùa học, Phó giáo sư Hà Đình Đức, lúc ấy, cụ rùa có vẻ yếu lắm, nổi trên mặt nước nhưng không giữ được trạng thái tự nhiên, thoải mái. Trên chiếc mai khổng lồ, rêu mốc, có một đám bọt màu hồng to như cái mũ sùi lên. Đám bọt ấy cho thấy rùa đang bị thương. Lúc này, giả thuyết đặt ra, cụ bị trúng mảnh bom đạn từ 2 hôm trước. Đúng lúc đó, một nhóm người của Quốc Doanh Cá, đơn vị được phép khai thác cá ở Hồ Gươm, phóng mô tô 3 bánh đến, đỗ xịch ngay chỗ đám đông. Họ hò nhau xuống thuyền, răng lưới quây lại, kéo cụ rùa lên bờ. Cũng cần nói thêm, thời điểm đó họ vẫn nghĩ rằng đây chỉ là con ba ba khổng lồ, chứ Hồ Gươm chẳng có loài rùa nào lớn như thế. Đám người cùng nhảy xuống hồ, rồi hò nhau vần cụ lên bờ, vật ngửa cụ ra, trói 4 chân và thít cái thòng lọng to đùng vào cổ cụ rùa. Lát sau, người của công ty thực phẩm đến, khiêng cụ lên xe, đem đi xẻ thịt bán. Tuy nhiên, vừa kéo lên thùng xe, nhóm người trên nhận được chỉ thị của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Trần Duy Hưng. Nội dung chỉ thị nêu rõ, công an có nhiệm vụ bảo vệ cụ rùa, còn cơ quan y tế phải vào cuộc cứu chữa khẩn cấp. Nhờ có chỉ thị kịp thời này của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, cụ rùa nhanh chóng được đưa về căn nhà số 90 phố Thợ Nhuộm, bây giờ là trụ sở Ban Quản lý Di tích Đền Ngọc Sơn, để cứu chữa. Nhưng cụ rùa đã không qua khỏi vì vết thương quá nặng. Bí ẩn về thủ phạm ra tay với cụ rùa. Sự ra đi bất thường của cụ rùa khiến các nhà lãnh đạo thành phố lúc đó đứng ngồi không yên. Một chuyên án điều tra về cái chết của cụ rùa Hồ Gươm đã được thiết lập ngay sau đó. Thế nhưng, việc tìm ra thủ phạm thực sự gây ra vết thương trên mai cụ rùa lại không hoàn toàn đơn giản. Khi thực hiện bài viết này, chúng tôi đã tìm gặp nhiều nhân chứng gắn bó với những sự kiện lịch sử của Hồ Gươm để tìm kiếm câu trả lời.
Tuy nhiên, điều này là hoàn toàn không dễ dàng. Mọi người nhớ rất rõ về thời khắc cụ rùa tạ thế, nhưng họ lại không thể biết ai là thủ phạm chính xác. Sinh ra và lớn lên trên phố Thuốc Bắc, Hồ Gươm và cụ rùa đã trở thành một phần ký ức không thể quên của người họa sĩ đường phố Hoàng Minh Đức. Mấy chục năm nay, ngày ngày người họa sĩ ấy vẫn ngồi bên Hồ Gươm, vẽ truyền thần cho khách. Trong ký ức của người họa sĩ tuổi thất thập ấy, sự ra đi của cụ rùa trong đền Ngọc Sơn vẫn còn ám ảnh ông. Theo lý giải của họa sĩ Minh Đức, vết thương trên mai cụ rùa là do trúng mảnh bom Mỹ. Ông nói, vết thương đau đớn khiến cụ bơi lên bờ như thể muốn tìm ai đó để cầu cứu. Lúc đó, dân quân đi tuần quanh Hồ Gươm đã nhìn thấy. Cụ rùa lúc đó mặc dù bị thương nhưng vẫn còn khỏe. Tuy nhiên, theo họa sĩ Hoàng Đình Đức, không ngờ một người nào đó đã nhẫn tâm dùng xà beng đâm một vết chí mạng lên thân thể cụ rùa. Đây chính là lý do khiến cụ rùa tử vong. Chính Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội lúc đó là ông Trần Duy Hưng đã đưa ra quyết định tìm cách ướp xác cụ để người dân thủ đô về sau biết về cụ rùa Hồ Gươm. Tiêu bản cụ rùa đặt trong đền Ngọc Sơn ngày nay chính là cụ rùa hồi đó. Thế nhưng, một số nguồn tin lại cho rằng vết thương trên mai cụ rùa là do tác động của xà beng chứ không phải là mảnh bom Mỹ, và cụ rùa đã bị thương trước đó. Trong quá trình thu thập tư liệu xung quanh Hồ Gươm, chúng tôi đã khám phá ra một thông tin khá bất ngờ. Theo đó, vào ngày hôm trước, một nhân viên tên Thu làm thuê cho Quốc Doanh Cá tiến hành thả lưới vét tại khu vực Hồ Gươm. Lúc kéo lưới lên gần mặt nước, ông Thu nhìn thấy một khối đen to như chiếc nia, rêu bám đầy. Theo phản ứng tự nhiên, ông Thu dùng xà beng trên thuyền thủ thế, giáng một đòn vào lưng con vật lạ. Vì vết thương khá sâu, con vật lạ đã vùng vẫy, suýt kéo cả người lẫn xà beng xuống nước. Nghe nói sau khi cụ rùa không qua khỏi, ý thức được hậu quả việc làm của mình và không chịu được sức ép của dư luận, ông Thu đã trốn biệt tích. Một số nguồn tin cho biết ông Thu quê ở huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Nghe đâu sau lần đó, ông đã trốn về quê và không ai biết tung tích gì. Lực lượng chức năng cũng không tổ chức truy tìm vì tình hình chiến tranh bắn phá ngày càng ác liệt. Sau lần đó, mọi người cũng không ai nhắc đến trách nhiệm của đơn vị khai thác nữa. Cái chết của cụ rùa trong đền Ngọc Sơn đến nay vẫn còn là một nỗi ám ảnh với người dân phố cổ. Họ tiếc thương cho sự ra đi một cách chóng vánh của cụ, để lại cụ rùa bà Hồ Gươm một mình cô đơn. Nhiều lần, quan khách thấy cụ bà trườn lên đền Ngọc Sơn, hai mắt ướt sũng như lệ rơi. Người ta nói rằng cụ bà đang nhớ người bạn của mình. Đó là những hình ảnh thương tâm lay động bất cứ ai chứng kiến. Sau khi cụ rùa cuối cùng của Hồ Gươm chết, thế giới ghi nhận chính thức 3 cá thể cùng loài. Tuy nhiên, những phát hiện mới đây cho thấy con số này nhiều hơn trong thực tế. Cụ rùa Hồ Gươm thuộc loài rùa hoàn kiếm, còn gọi là giải thượng hải khổng lồ, được ghi nhận là loài rùa quý hiếm trên thế giới. Loài rùa từng phân bố ở một vùng rộng lớn từ phía nam sông Trường Giang, Trung Quốc, đến miền Bắc nước ta. Tại Việt Nam, loài rùa khổng lồ này từng có mặt ở 18 tỉnh, thành phố, phủ rộng từ Bắc Bộ đến Bắc Trung Bộ. Quá trình săn bắt của con người khiến loài rùa này đứng trước nguy cơ tuyệt chủng. Thời điểm cụ rùa Hồ Gươm chết, tháng 1 năm 2016, cả thế giới chỉ còn 3 cá thể cùng loài, gồm một cá thể ở Hồ Đồng Mô, được phát hiện năm 2007, 2 cá thể còn lại sống ở vườn thú Tô Châu, Trung Quốc. Cặp rùa này gồm một cá thể cái và một cá thể đực, đã được ghép đôi sinh sản từ năm 2008, nhưng các nỗ lực nhân giống vẫn chưa thành công do trứng rùa không được thụ tinh. Các chuyên gia cho rằng cá thể đực đã quá già yếu. Đến nay, nhiều thông tin vẫn ghi nhận còn 3 cá thể rùa hoàn kiếm trên thế giới. Tuy nhiên, những phát hiện liên tiếp trong năm 2018 đã cho thấy còn ít nhất 5 cá thể rùa hoàn kiếm trên thế giới. 2 cá thể mới được phát hiện gồm một cá thể ở Hồ Xuân Khanh, Hà Nội và một cá thể nữa ở Hồ Đồng Mô. Cá thể rùa hoàn kiếm ở Hồ Xuân Khanh được công bố phát hiện vào tháng 9 năm 2018 sau khi chuyên gia người Mỹ, tiến sĩ Karen Goldberg thuộc Đại học bang Washington phân tích hàng trăm mẫu nước bằng kỹ thuật gen môi trường EDNA trong việc tìm kiếm loài rùa này. EDNA cũng là một kỹ thuật mới được nghiên cứu và ứng dụng trong nghiên cứu rùa và động vật hoang dã. Được biết,
một công bố khoa học quốc tế về việc tìm ra cá thể rùa hoàn kiếm thứ tư sẽ được công bố trong thời gian tới. Ngoài cá thể ở Hồ Xuân Khanh, ngày 6 tháng 8 năm 2018, khi cán bộ của ATP đang chụp ảnh cá thể rùa hoàn kiếm vẫn thường quan sát được, thì một cá thể khác nhỏ hơn xuất hiện ở khoảng cách khoảng 50 mét từ thuyền quan sát. Khi đó, hai cá thể này cách nhau khoảng 100 mét. Nhóm nghiên cứu đã quan sát và ghi nhận được một số đặc điểm của cá thể này như màu vàng nổi bật trên đầu, mũi ngắn và kích thước tương ứng, với ước lượng trọng lượng khoảng 40 kg. Đại diện ATP cho rằng cần thêm những hình ảnh và nghiên cứu để khẳng định đây là cá thể rùa hoàn kiếm thứ 5 trên thế giới. Song điều này cũng mở ra hy vọng có thêm rùa hoàn kiếm trong tự nhiên, bởi loài rùa này vốn có tập tính bí ẩn, thường dành phần lớn thời gian ngâm mình dưới nước sâu ở những vùng rộng lớn. Video hôm nay của Dấu Tích Lịch Sử đến đây xin phép được dừng lại. Nếu quý khán giả thấy hay thì đừng quên bấm like và đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi. Cảm ơn và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.